cử thập ba nét nhang tu thành tâm sinh năm thứ lời vậy tôi xin rút lại lời giáo hôn đã từ lâu ràng buộc tính tôi mà chưa nay chưa hẹn nói hai lời không chi ngày nay anh khuất núi còn chỉ phải thảo tầng trong cái cảnh mẹ quá con anh vẫn biết lòng giả của tôi nguyện chẳng đổi dời còn chỉ cử đấy sau dần dần tay có chuyện tiền dâu đổi anh có được thì tôi xin anh từng dần từng buồn anh tu anh quyết hủy bỏ lời giáo ước cũ cũng tại con tôi sinh con mà không biết dạy chỉ cử là tôi xin thề có đất trời dám là không có một chút gì buồn giận chị còn cháu đẹp cháu yên lòng bà con một hiền chắc cháu chẳng qua cháu đi cùng lang không có yên nở cùng nhau cho nên mới xảy ra điều đau nay chuyện lỡ rồi nhà họ giàu sang lại quyền thế nên cái chuyện này không dễ gì đâu với chị đây con lang vô bước nó chẳng được làm dâu vậy thì chỉ tôi coi nó như con gái trong gia đình nhà ở cạnh nhau khi tối lửa tắt đèn có tới như tôi không còn chuyện quỷ hôn là do tôi quyết định chắc ai ở núi vàng không biết chắc đi đâu. Em đến tặng quà cho anh em. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của Quang Phú. Mình Quang Phú trả lại sân khấu ạ. Xin gửi anh Phú một món quà thật ý nghĩa của quê hương Bến Tre. Hút gái luôn. Vâng, một lần nữa Hoàng Lan cũng xin phép được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy mạnh dạn bước vào bên trong cùng giao lưu với không gian đàn ca tài tử của đơn vị tỉnh Bến Tre. Xin mời ạ. Và sau khi giao lưu thì chúng ta sẽ mang về một phần quà đầy ý nghĩa trong dịp lễ hội này để làm kỷ niệm cho quê hương tỉnh Bến Tre. Vâng, xin mời quý vị chúng ta có tinh thần văn nghệ, chúng ta hãy bước vào bên trong cùng giao lưu với chương trình ạ.